Nhà tôi thì ba đời làm thầy thuốc, đến đời tôi thì làm thầy giáo, thế nhưng mà lấy phải cô vợ là học dược cho nên là cũng không chạy đâu cho hết nắng cả. Hôm nay thì tôi sẽ nói tiếp cho các bạn về vấn đề là mùi cơ thể, thế nhưng mà hôm nay sẽ là mùi hơi thở. Thì các bạn thấy là nếu như mà các bạn gặp phải những vấn đề về răng miệng, chẳng hạn như là các bạn bị nhiệt miệng này, sâu răng này, hoặc là các bạn bị viêm lợi, hoặc là các bạn bị viêm amidan, hoặc là các bạn vừa mới ăn món gì đó nặng mùi xong thì hơi thở các bạn rất là khó chịu. Điều đó gây cản trở cho bạn trong quá trình giao tiếp rất là nhiều, đến một nơi đông người hoặc là trong thang máy hoặc là đứng trước nhiều người hoặc là giao tiếp gần với bạn gái chẳng hạn, thì các bạn thấy là rất là khó để mà mở lời ra, hoặc là khi mà các bạn mở lời ra thì người khác lại bịt miệng, hoặc là người khác cảm thấy ái ngại với cái hơi thở của chính các bạn, thì các bạn thấy là đó là một cái thiệt thòi trong cái vấn đề giao tiếp của bạn. Thì các bạn không nên để những vấn đề đó nó ảnh hưởng tới cái quá trình giao tiếp hay là tới cái ý định mà mình định nói. Đấy thì các bạn đầu tiên là để mà giảm được cái mùi của hơi thở thì các bạn nên là vệ sinh răng miệng thường xuyên, ngày đánh răng 3 lần. Và nếu như mà các bạn có ý thức hơn thì các bạn là chịu khó súc miệng một lớp muối, thì nó cũng sẽ giảm được cái mùi răng miệng rất nhiều, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái hơi thở thơm tho, cũng như là cái giảm cái việc là viêm họng, viêm amidan, rồi thì là các cái mùi khó chịu. Đấy thì những cái cách cơ bản là như vậy. Thế tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta muốn hơi thở của chúng ta nó thơm tho hơn, mà đặc biệt là chúng ta giảm được những cái mùi hôi, mùi khó chịu, thì các bạn nên có một cái sản phẩm tốt để dùng hàng ngày. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà chúng tôi đã bán rất là lâu năm rồi, bán 2-3 năm nay rồi. Thì đó là cái sản phẩm tinh dầu răng miệng. Thì tinh dầu này thì gồm có rất nhiều loại tinh dầu khác nhau theo cái công thức riêng. Thì các bạn thấy là đây các bạn, chúng tôi đã có cái sản phẩm tinh dầu răng miệng này rất là nhiều đây các bạn. Với cái sản phẩm này thì trước đây chúng tôi bán các bạn thì nó thường đóng hộp theo cái dạng như này, thì nó cũng tương đối là dễ dùng. Thế nhưng mà cái lắp cao su này, cái nắp cao su này, cái lắp cao su này chính là cái nơi mà tinh dầu nó lại bốc hơi qua là cái lắp cao su này. Chúng tôi thấy là rất là lạ, là không hiểu tại sao nó lại bốc hơi được qua đây. Đấy. Thì bây giờ hiện nay thì cái sản phẩm chúng tôi đang bán là cái lắp như thế này, và khi nào dùng thì chúng ta giật lên, đấy, giật lên để mở ra thì đảm bảo là tinh dầu nó không bốc hơi được qua. Thế thì cách dùng thì rất đơn giản thôi, thì tôi vẫn dùng hàng ngày. Thì đó là mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một, như tôi sử dụng một cốc nước như thế này và một giọt tinh dầu. Đấy thì để mà lấy được một giọt tinh dầu ở cái lọ này thì chúng ta để ở độ cao khoảng chừng độ 5 đến 7 cm, chúng ta dốc một lần. Đấy thì 1-2 lần thì là tinh dầu nó sẽ ra. Đấy thì các bạn thấy là hoặc là ở cái này thì các bạn rất là dễ rồi, cái này nó có cái bóp. Đấy, thì cái bóp này thì hiện nay thì nó hơi cửa hàng nó cũng không còn. Cái bóp này thì tùy thôi. Đấy thì khi đó tinh dầu sẽ nổi bên trên, và mới cốc nước này thì mỗi một lần mà sau khi mà dùng bữa ăn xong hoặc là sau khi mà đánh răng xong thì tôi sẽ súc miệng để mà giảm cái mùi hôi này. Các bạn thấy là sau khi mà súc miệng ấy, thì ngay sau khi súc độ vài giây thôi nó đã có rất là nhiều bọt rồi. Đấy, và chúng ta thấy là thường chúng ta phải súc đầy đủ thời gian khoảng chừng từ 20 đến 30 giây thì nó mới đạt đạt được cái hiệu quả, và nó sẽ diệt cái vi khuẩn gây mùi trong miệng. Thì đó là cái tính năng chung của tinh dầu, đó là kháng khuẩn, tính năng kháng khuẩn rất là cao. Thế ngoài ra, ngoài cái tính năng đó thì những người mà bị loét miệng, nhiệt miệng, sâu răng, nhất là loét miệng hoặc là nhiệt miệng ấy, chúng tôi thấy là nó rất là hiệu quả. Thì ngậm cái tinh dầu hoặc là đánh răng cùng tinh dầu trong vòng 3 phút ấy, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Đấy. Hoặc là viêm họng thì khi đó là ngậm tinh dầu, súc miệng tinh dầu nó sẽ giảm bớt cho cái việc là viêm họng. Đấy. Nó tinh dầu rất là tốt, tinh dầu răng miệng này rất là tốt, và cái tính kháng khuẩn nó rất là cao, diệt được hầu hết các cái vi khuẩn gây mùi ở trong khoang miệng. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có được cái hơi thở thơm tho, tự tin trong giao tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nhé.